cho cái máy muốn gấp mô hình này, và vì gấp mô hình thật sự là quá khó và mình cũng không có dự định là gấp thú. Và gấp thú nó nhiều quá, nó để cho chiếc xe nó rất là dướng. Bây giờ mình chỉ gấp mô hình, và đây mới mô hình thứ hai mình gấp xong này, là mình sẽ quay tiếp tục với phố đi bộ. This is Hoa Pro. Wow.
con người, mây và gió đang cay. Em không rơi mặt mây, nơi xa chân trời, anh ấy đang ở trong vòng tay. Bên ai kia rồi, người ta như là không biết chưa. Mây đã xin nghỉ khô, vì trái tim như tình yêu như sông. Oh,
trong vòng tay. Bên ai kia rồi, cứ đang là sao mới chưa cùng chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.